pha cũng được rồi bà nhỉ? Ừ. Làm pha ra là ăn bằng nào? Cà rốt về đấy. Của cô ba. Ngon quá hả bà? Thank you.
Quê đây à? Dạ. Cũng ở đây mà bà. À. Này tí cho mang ra chợ bán bạn. Đi học không? Anh kia đi. Vẫn còn đi học ạ. Dạ. Năm nay học lớp mấy rồi? Năm nay học lớp 13 rồi bà. Chịu khó học kiếm cái nghề mà làm. Giờ cuốc đất con đất nữa đâu mà cuốc. Mà cuốc đất cũng mệt lắm cháu ạ. À, thế bác Nhung hôm nay có lên nhà bà không? Chưa thấy bác lên. Chưa, bác, chắc buổi trưa bác lên đấy bà nhỉ? À. Bác đang còn bận bác đi. Bà chắc trưa nay bác Nhung lên đấy bà. Bác Nhung còn mang bà? Cái ăn lên cho bà nữa. Có cái ăn thì bác đưa lên cho bà mà. Ngày nào bác chặt đi. Bác cũng còn được. Ơ nhà ai lại tưới cà phê ấy bà nhỉ? Không hiểu. Nhà ai lại tưới? Nhà bác nho nhỏ ấy. Ừ, chắc bà nho bà tưới. Chắc bác nho tưới rồi. Bà nho. Bà. Ừ, đóng góp cà phê chứ. Bà thầy giáo ngày trước nghiêm khắc lắm. À. Gọi lên bảng đọc bài không thuộc bắt quay vào mặt và tưởng. Không nói năng gì. Ngày xưa cháu đã bị bắt đứng rồi. Có là mình đưa đến mình giảng người ta. Ừ. Có cái gì đâu cháu, đến đây người không.
Thế là giờ có cưng ngơi đấy bà nhỉ? Ở đây người không đi làm thuê làm mướn đi. Mót đi hai. Này, đợt này hạn lắm ạ. Hạn nhưng phải tưới. Nắng lâu quá. Dạ, nắng lâu quá. Trời ơi, mưa. Ông trời vẫn còn cao lắm. Năm nay ông phạt người dân. Dạ. Ông cứ cao vót như cái kia. Bên kia đã nổ máy lại cho cũng chuẩn bị tưới lắm. Misa đang ngồi chờ. Nắng á bà. Cầu ông mưa xuống, ông mưa xuống cho cây cối nó lên. Dạ. Không cứ quẳng vậy. Không có quẳng vậy gốc với đây là làm phân. Gà nó ăn, nào mà ăn còn này làm phân. Nó giữ độ xốp cho đất mà. Dạ. Cây cối nó bị tốt. Thì làm phân cũng được bà nhỉ? Ừ. Làm phân gà nó ăn bằng nào? Được. Cũng được nhiều phép ạ. Chịu khó trồng rau, đi rau mà. Đi rau. Nóng bà, nóng lắm. Cháu lại thấy nóng. Dạ. Yeah. Cháu chuẩn bị đi chợ đấy bà ơi. Ờ, đi chợ. Cháu đi bán ít. Gọi là mua may bán đắt. Dạ. Bà ăn gì không cháu về, cháu mua lên cho bà. Bà giờ không ăn được. Các bà, cháu đi chợ không đấy bà? Răng, răng hàm hết. Chợ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
việc làm cha với mẹ vậy. Không mà mình cũng phải đi, đi mở mang bờ cõi mà. Hồi chưa ông già mà. Ngon quá bà.
Đi chơi đâu về đây? Con đi chơi. Con đi chơi đâu? Đi chơi ở trên kia. Ừ, bác hỏi bên nhá. Dạ, mèo mèo. Ok. Ngon. Có mèo kia đi đe lên kia rồi. Thank you.